Xin kính chào quý vị, xin kính mời quý vị cùng đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày 26 tháng 3 năm 2024 được cập nhật hàng ngày trên báo Công Thương. Hôm nay, giá vàng các thương hiệu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm và trượt ngưỡng 80 triệu đồng một lượng. Cụ thể, giá vàng SCC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 77,9 triệu đồng một lượng mua vào và 79,92 triệu đồng một lượng bán ra. So với dạng sáng qua, giá vàng SCC được điều chỉnh giảm 100.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán. Doji tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh giảm giá vàng miếng 350.000 đồng ở cả hai chiều xuống lần lượt 77,75 triệu đồng một lượng mua vào và 79,75 triệu đồng một lượng bán ra. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 77,85 triệu đồng một lượng và 79,65 triệu đồng một lượng, giảm 150.000 đồng ở chiều mua và 200.000 đồng ở chiều bán. Giá vàng thế giới tăng với vàng giao ngay tăng 7,5 đô la Mỹ lên 2.170,8 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.173 đô la Mỹ một ounce, tăng 13,2 đô la Mỹ so với dạng sáng qua. Giá kim loại màu vàng tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu kinh tế quan trọng và nhận xét từ các quan chức cục dự trữ liên bang Mỹ trong tuần này để xác nhận thêm về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương Mỹ.